mai bom bom nọ kia thay nick cho ba bị xong mà nay non chun non bom này Samsung đập ram cái iPod so của bạn trai đó là từ tại một đó lại mình làm lại thu thay má được nick nhầm xong bằng hai sự đập bom mai bom bom này còn mình thay ca mà chum sắm rum nè còn ai vô bộ ram đập ấy nè để làm cái bom mui iPod so để nó xong nóng xin 80% so của bạn trai lan đặc sắc đặc ấy nè mong bốn là chẳng mong bốn là ai mưa cho mùi trong bán mặt trường thì bán là từ tầm mặt đào tề ai tầm lấy vẫn cứ thu lại thế nè tầm lấy trăm ta bằng bốn con chiên đây bá bằng bốn con chiên trăm đọc ấy nè chẳng có mọi khá bế trong đằng lai làm ất chú này bông mai bông bốn này còn bông xoay rốt đào tình làm có mọi con bằng bá còn ai mưa toàn thêm tiết cho mùi trong bán chúng đang like youtube để bọn phụ nữ nè và hãy sắp bật chụp ảnh mặt mày ở toàn like subscribe cho nên bọn nhóm tết chơi subscribe nhà môi máu những chất nhà còn đăng phong mà làm mấy tổ ban còn miền ca lộ lan à mày lo thay một chồng mà chẳng là đấy có so li của bạn trai tập năm phải sập tiền rồi nhé tập năm mà chung phải sập tiền rồi bạn mê nữ phải sập tiền rồi của xăm xong là bọn ông vô tập đặt nhiều của bạn đặt tầm đây như của bạn như có còn rơi ca vô tập đặt chua đặt xa la riêng đấy nhé tập rơi đài và xanh như bọn ông cất hai miên thẳng ca tạch tôi chỉ mình trái bọn ông ai mơ cho mùi một trường này bạn đó là lấy đồng bình phi tề bạn ai cái xa phun lâu chị ấy bong hai hai tư quan mà thầy môi và thầy môi đó bà đây chân lan từ tầm cắt mây mà đo lấy bà lan chân cái lá riêng tầm đo quá lâu nhóm là làm ắt bong ôn mơ thì nông lan bà nông lan dạ. Ok bà nông lan dương miên ca tập tay để co miên sau phục vụ hòm miền tộc ta tôi đặt nhiều quy mà tập bố còn sát mà tập bố còn sát tôi trang tôi uống miền giang non miền giang chắc na mà tập tay mà sân một chạm nông ấy tập chạm là hâm mình nghe mà sát lũ thu ấy lưu từng cột mà là đến tập năm tập miền tràn là ông của sao mình đấy mà bà nông cái viên bò hóm xì nâng ca tập tay nó về xăm rốn bà hãy tự lấy nó về thu fly đây rồi xăm bò ôn lên thẳng ca rồi bò bò mà mơ thì mùi lan một trường này bán á đây về riêng là ngất tích nhỉ một nông khlén về ngất tích bà ta ấy tới nhóm đồng chí em ơi bò ôn mơ bà fly tích bà mơ cho bà bà chẳng không cứ riêng ban bản nắng bà hai trăm đồng ấy thì cứ mình làm lại về xăm rốn mà làm lại cầu mà mới mà tầm bốn con chiên tay bản đó chăm nhom đạn đây còn lớn đi tới mời bà bạn đào bom và ôn còn đà tình đà rò đà xu tham miên làm lại thu phai ớt bản miên đấy phai xong tam đang đó miên cha nói bom ôn rồi mà bà con ấy nơi sử nông cho ra phải sập thì rồi rụt ba mắt ok bà chân nhầm mà hai vì tập năm thì ấy đôi chùm riêp chung mà con nhé ok chân mong bà ôn này mơ hai mà mơ hai vì chùm bình là nâng chân tác nhầm mà hai nhỏ nhận tay vào trán rồi bạn chắc là nhầm là người ấp ho tại chạm đây nhờ bọn mai bóng ôn hay có cho ngay nhẹ đại miên thạc cảm chung nó còn của mọi của ba còn một mơ tất là lan này là lấy một buôn con chim cao một mơ cho nhân miên mà miên nữa thọt ban của mình mới cái gì làm bạn cầu mạng
ខាងក្រោយវាបាទក្រោយសាវាល្ងិតទេបើកឆ្លាស់មើលទេស្មាននេះល្ងិតអត់មកហើយស្តានាសអវត្តត្រៅសំណុំសិនស៊ុបើព្រីមបាទមេនេះស្អាតណាសំរុំសំរុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយទាំង25ខេត្តក្រុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនប្រហែលដែរដូចសិនបងប្អូនតម្រូវការពេញឡានបងប្អូនអាចមើលតាមរយៈខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូននេះខ្លះខ្លះទៅបាទវាចំណេញពេលវេលាបានច្រើនដែរបដាល់ខ្ញុំពេញទេមកលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំតាល់មកបាទខ្ញុំដាក់3ប្រព័ន្ធសម្រាប់តាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទទីតាំងបាទហើយបន្លៃនឹងដាក់ខាងលើដែរបងប្អូនអាចមើលទៅចរចាបន្ថែមបន្ថយទៀតបានណាសម្រាប់បងបងអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ណាកុំឲ្យពិបាកមកមករោឡានតម្លៃធូរថ្លៃយកទៅដឹកមកប្រើទៅបាទរោស៊ីមានបានចាំយកមកលក់ចេញវាយដោសេរីវិញក៏បានដែរណាទិញហើយមិនហត់មកអាចដោសេរីវិញបានណាបងប្អូនបាទដោសេរីយកថ្មីទៅបាទយើងរោស៊ីមានបានយើងនៅដោសរីទៅបាទឡាក់លេខភ្នំពេញ2តេបាទភ្នំពេញ2តេបាទឲ្យមើលប្លុកសិនបន្តិចអញ្ចឹងគាត់មានថាការមធ្យមបងប្អូនកុំនេះបងប្អូនអាចមើលអាណាក្រោម10000នឹងបានប្រើបានដូចគ្នាទេគុណភាពទឹកថ្នាំសាច់ដែកបាតមេម៉ាស៊ីនក៏អត់ទាស់ដែរណាបងប្អូននៅកម្លាយប្របាបងប្អូនអាចមើលបានណាហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំថតពីខាងមុខណាវាអត់មានបុកមានប៉ះទេនៅសំណុំបាន 80% សំរុំសំរុំបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់តាមទឹកលុយបងប្អូនមានលុយច្រើនយកអាស្រ័យខ្ពស់ហ្នឹងទៅបាទបើអត់ទេយើងអាចមើលអាតម្លៃ10000ចុះហ្នឹងបានណាមាននេះក្រុមហ៊ុននេះមានអាឡានច្រើនទៀតណាមានច្រើនច្រើនទៀតប៉ុន្តែតម្លៃវាខុសៗគ្នាទៅតាមហ្នឹងបាទតម្លៃខុសគ្នាទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវិញគឺតបតែមិនសមរម្យយកទៅដឹកភៀវដឹកអីក៏ត្រូវហ่าហើយបងប្អូនមិនប្រមាទេយកទៅប្រើប្រាស់មកប្រើហើយចង់វាយដោវិញមកវិញមកវាយដោសេរីវិញមកលក់អាហ្នឹងដោសេរីថ្មីក៏បានដែរណាអត់ប្រមាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំល្អិតជូនបងប្អូនបាន 80% ហើយបាទសល់ 20% ទៀតចាំមើលផ្ទាល់មកចាយតម្លៃថ្លៃនោះចាំចរចាចាក់ស្ដែងបន្ថែមបន្ថយទៀតទៅណាបាទហើយនេះគឺពណ៌របស់ក្រុមហ៊ុនដែរដែលខ្ញុំពណ៌នេះពណ៌របស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាហ្មងឡានម្ចាស់ដើមបាទយើងអាចអានេះបានណាតែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញត្រួសត្រាសជូនបងអានេះក៏តម្លៃក្រោម10000ដែរបាទ10000ដែរបាទនេះបាទអញ្ចឹងក៏បង្ហាញប៉ុណ្ណឹងថែមទៀតសម្រាប់គាត់ចង់បានតម្លៃធូរធូរថ្លៃណាបងប្អូនអាចមានអានេះមកគ្រឿងទៀតដែរណាโอเคបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនតែតាមដានជាមួយវីដេអូខ្ញុំតរៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយកុំភ្លេចជួយ like comment share អីចឹងឲ្យបានច្រើនមកដើម្បីបានបនបាទបានបនដល់អ្នកគ្នាហើយក៏បងប្អូនខ្លះអត់តន់ទិញហើយក្រោយគាត់អាចទិញបានតាក់ទងមកខ្ញុំបាទជួបគ្នាបាទបាយ